Trước đây, nói đến du lịch Uông Bí, du khách thường nghĩ đến loại hình du lịch tâm linh. Thế nhưng chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, ngành du lịch địa phương đã khởi sắc, đa dạng, phong phú về loại hình, nâng cao về chất lượng, luôn sôi động, tươi mới, đáp ứng nhu cầu của du khách, khẳng định vị thế một trong những trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Khu di tích và danh thắng Yên Tử, trước đây du khách thường chỉ đến vào mùa lễ hội 3 tháng đầu năm, nhưng nay Yên Tử lại thu hút du khách suốt 4 mùa. Bởi giờ đây du lịch Yên Tử không đơn thuần là tham quan, vãng cảnh di tích, mà còn là du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm độc đáo. Khu di tích đã được đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, xây dựng cụm công trình Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, mang hồn Việt, nét Trần và tinh thần Thiền Trúc Lâm. Khách sạn Legacy Yên Tử là hành hương trong cụm công trình, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới như dịch vụ ăn nghỉ cao cấp, hoạt động làm nghề truyền thống, dịch vụ thiền trầm, thiền chuông, thiền yoga, ngắm bình minh trên đỉnh chùa Đồng. Tôi thì năm nào tôi đi Yên Tử, nhưng mà mỗi một năm tôi thấy Yên Tử phát triển rất là nhanh và theo cái chiều hướng tích cực, càng ngày càng thấy rất nhiều cái dịch vụ tốt hơn, rồi là những cái thắng cảnh đẹp hơn. Và tôi thấy là Yên Tử là một nơi rất là nên đến của tất cả các bạn du khách. Từ xa xưa đến nay, Yên Tử luôn có một sức hút đặc biệt đối với lại Phật tử và du khách gần xa. Trước đây thì đối với lại khu di tích Yên Tử thì là lượng khách và chủ yếu là người già và lễ Phật, nhưng gần đây đã thu hút được cái giới trẻ và tham quan cũng như là lưu trú ngày càng nhiều. Ngoài Yên Tử, thời gian qua để tạo diện mạo mới cho du lịch thành phố, Uông Bí tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, kết hợp du lịch sinh thái, đa dạng trải nghiệm cho du khách. Bên cạnh các lễ hội truyền thống như lễ hội Yên Tử, lễ hội Chùa Ba Vàng, lễ hội Hang Son, lễ hội Đình Chùa Lạc Thanh, Uông Bí còn có các điểm du lịch sinh thái trải nghiệm mới, hấp dẫn như chợ Cảnh, Nựng Xanh, Hồ Yên Trung, Thung Lũng Hoa Yên Tử, Quảng trường 25 tháng 2. Trong vòng 5 năm trở lại đây, xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch được thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư. Các điểm du lịch trên địa bàn đều được kết nối giao thông thuận lợi là điều kiện để hình thành và phát triển City Tour. Địa phương đã đầu tư thu hút nhiều dự án phát triển du lịch và dịch vụ, từ đó mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tổng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa Uông Bí đầu tư các dự án, công trình, phục vụ du lịch trong nhiệm kỳ là trên 4.000 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn có 107 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 1 cơ sở chất lượng 5 sao, 4 cơ sở chất lượng 2 sao, 7 cơ sở 1 sao, trên 20 nhà hàng ăn uống. Thành phố cũng đưa vào vận hành app du lịch Uông Bí để tăng tương tác thông tin cho du khách. Môi trường, cảnh quan của Uông Bí ngày càng cải thiện, tạo nên hình ảnh du lịch xanh hấp dẫn. Với một diện mạo mới, ngành công nghiệp không khói của Uông Bí đã dần khẳng định vị thế, sức hút trên bản đồ du lịch. Từ năm 2015 đến ngày 8 tháng 9 năm 2020, tổng lượng khách du lịch Uông Bí đạt trên 12 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2020 đạt 3.722 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025, thành phố sẽ đón trên 3 triệu khách du lịch, trong đó 15% là khách quốc tế. Thời gian lưu trú từ 2 đến 2,5 ngày. Định hướng là sẽ lấy kinh tế du lịch là một trong những cái mũi nhọn trong cái cơ cấu kinh tế của thành phố. Trong cái thời gian tới thì thành phố Uông Bí sẽ tập trung vào để phát triển những cái hạ tầng ở các cái khu du lịch, đặc biệt là đối với khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, sẽ triển khai các cái dự án trong cái đề án mở rộng và phát triển khu du lịch Yên Tử. Song song với đó thì sẽ thực hiện các chương trình mà kết nối đối với lại du lịch các cái di tích nhà Trần, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên với Hạ Long, phát triển cái du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực Hồ Yên Trung cũng như là Nựng Xanh. Có thể nói 5 năm qua, khai thác tốt thế mạnh về tài nguyên du lịch với định hướng đúng, cách làm mới, du lịch Uông Bí phát triển nhanh về chất và lượng, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu cả nước cũng như khu vực.